Rồi mời các bạn nhìn về phía trái tim. Chào bạn. Em có món quà gặp mặt. Trời ơi cao dữ vậy trời. Mình không có. Đây đây. Mày quà gì vậy cưng? Mở ra coi. Dạ, em cũng lần đầu em tặng cho bạn trai cho nên là em tặng cho bạn cái dây thắt lưng á. Ý nghĩa của cái dây này là nói là cái sự gắn kết tình cảm giữa hai người với nhau. Nếu như mà em với anh có thể đến được với nhau thì nó cũng như là cái dây thắt lưng này á, sẽ gắn kết tụi mình lại với nhau. Nó giữ được cái quần á, nó giữ được cái quần á. Đúng không? Dạ. Đúng không thầy? Dạ. Rồi bây giờ lanh lên chút xíu nha, cơ hội nha. Ấn tượng đầu tiên của nhìn bạn gái, thấy bạn gái như thế nào? Đẹp hơn trong hình. Rồi có giống được bao nhiêu phần trăm với mẫu mấy cô hình mẫu lý tưởng của em? Hơn 60%. Hơn 60%. Rồi bây giờ hai bạn hãy trò chuyện với nhau thật là tự nhiên. Một chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại ha. Bây giờ mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon, rất đặc biệt của nhà hàng Chả Cá Đế Vương. Đây là món cháo cá lăng. Rồi bây giờ bạn trai sẽ mời bạn gái ha, ra lăng ha. Nha thầy, thầy giáo. Ít phút thôi chị Tường sẽ quay lại, cơ hội để mình lấy lòng được bạn gái. Đồng ý không? Chia sẻ tâm sự, hỏi cho rõ quan điểm về tình yêu, về hôn nhân. Muốn cái gì thì nói cho hết, cơ hội không có nhiều đâu nha. Ok, mời hai bạn, ngon miệng, chúc mừng. Chào bạn. Anh em đi, bạn bạn. Chào em. Em coi như đi làm là có sai nhà không? Dạ có, nên thì nói sai cũng không sao, tại vì đi cũng khoảng nửa tiếng. Còn anh thì anh làm ở đó thì bán tạp hóa hả anh? Dạ. Mình có làm thêm gì không anh? Dạ có người cần với nhu cầu dạy thì dạy. Thì cái công việc của anh đó, cái thời gian sắp xếp á, ví dụ như là đi chơi này kia có nhiều không anh? Hay là mình tập trung mình đi làm thôi? Dạ cũng có thời gian rảnh. Thì nếu mà em thấy rảnh giờ nào thì mình có thể tập. Dạ. Thời gian của em cũng nhiều nhưng mà em thì cũng ít có đi đâu, đi chơi, đi bời này kia lắm. Ví dụ như tối đi làm về là quay quần với gia đình thôi. Anh thấy cũng chỉ quay quần bên gia đình thôi. Dạ. Tại vì gia đình là cái niềm vui của mỗi người mà. Thì anh ở đây với bố mẹ với anh chị em đầy đủ ha anh? Dạ. Còn mẫu bạn trai của em thì như thế nào? Em thì cũng đơn giản thôi, nói chung là bạn trai em mà nói chung đi tới chỗ nào mà hoạt bát vui vẻ là được, hòa đồng với mọi người cũng như em vậy đó. Em đi tới đâu là cái loại hoạt náo viên ở đó. Thầy giáo tao lịch sự. Hình như em cảm thấy là anh ít nói không? Dạ đúng rồi, không sôi nổi, tại vì là anh học ngành khoa học công nghệ thì nó chỉ ở trong phòng phân tích á, nó hơi khô khan và ít tiếp xúc với nhiều người. Mà nhiều khi em nóng quá, anh có dung hòa được cái tính đó của em không? Cái đấy chắc được. Tại vì em quen á, có một số người á nói là bạn bè hay là gia đình những vậy đó, mày nóng quá không ai chịu nổi mày hết, hay là mày khó tính quá. Còn đôi khi anh hỏi em là đôi khi em có hay ghen không? Em cái đó là em số 1 luôn. Nếu mà bạn trai em mà không có rõ ràng trong cái mối quan hệ á, là em sẽ hỏi tới cùng. Cho nên là em mong cái người bạn trai của mình á sẽ chia sẻ với em những cái gì mà cái quan điểm hay là những cái gì mà có những cái bạn khác giới này kia. Đôi khi nếu mà trường hợp này thì em có gan, ví dụ như là em thích một anh chàng nào đấy ở trong xóm, mà bây giờ cái anh nhờ một cô nào đó chở đi quá giang về nhà thì em có phân biệt được những chuyện đấy không? Ví dụ như mà lâu á, tình cờ á, thì mình quá gian về thì không sao. Nhưng mà nếu mà cái vấn đề nó cứ mỗi ngày là có chuyện với em á. Dạ, dạ. Không, cái gì thì nó vượt đèn đỏ quá thì là không tốt rồi. Còn cái gì? Khi nào mà người ta bật đèn xanh thì mình nghĩ là làm cái vấn đề đấy thôi. Dạ, nhiều khi mấy anh nó đâu có bật đèn xanh cho mình thấy đâu anh. Giấu hay lắm. Khi con người ta thì đôi khi nhiều người ta đắp mặt nạ để sống mà. Dạ, đúng rồi. Hay quá, có cái câu đắp mặt nạ để sống, nghe thầy giáo nói được vô liền. Ít nói mà nói câu nào cũng chắc cú câu đó ha. Rồi nãy giờ thì nghe hai bạn nói chuyện ha, thì cũng có thể hiểu được thêm được cái suy nghĩ tính cách của nhau. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Em gái của em, hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bố em. Ồ, thế bây giờ mình sẽ mời người thân vào để mình hỏi thăm ý kiến của người thân như thế nào nha.
Rồi, dạ con mời bác vô đây ạ. À. Mời em vô đây. Dạ cháu chào bác ạ. À. Dạ bác khỏe không bác? Hey, xin cảm ơn. Dạ, tôi rất khỏe. Dạ, nhìn bác là thấy khỏe rồi, rất là phúc hậu luôn. Thế hôm nay bác đến xem con trai của mình đi tìm cái tình yêu ha. Yeah. Thì nãy giờ bác nghe cái câu chuyện của hai bạn, bác chứng kiến nãy giờ thì không biết là hiện tại cái suy nghĩ, cảm xúc của bác như thế nào ạ? À? Tôi cảm ơn cái chương trình này. Dạ. Yeah. Đã cho con trai tôi và người bạn đang gặp gỡ của nó. Tôi cũng đã lắng nghe thì hai cháu nó nói chuyện với nhau. Tôi thấy là trong tương lai á, mà nếu cứ đà thế này á, thì tôi thấy đó là một cái sự phát triển rất tốt. Yeah. Tôi cho rằng là một buổi hôm nay mặc dù đã được chị đã cố vấn rất nhiều cho các cháu nó, nhưng mà tôi cho rằng là hôm nay các cháu nó chưa nói được với nhau gì được nhiều thôi à. Yeah. Hôm nay nó mới gặp gỡ vài câu thôi. Đối với chú là chào con gái thì chú rất là mong là con gái cũng tạo điều kiện con trai của chú được tiếp xúc với cháu và coi cha và tìm hiểu cháu nhiều hơn để cho các con làm sao mà có thể được đi tới một cái tương lai tốt đẹp. Còn một cái cuối cùng là thì đối với chú và đối với gia đình chú thì thế này, chú chưa được diễm phúc làm bố chồng thì chú cũng rất là khao khát. Thế thì không biết là có phước đức không thì không biết, nhưng mà thầy cũng rất mong điều đó. Và chú cũng nghĩ rằng là cô chú cũng sẽ làm tất cả những cái gì mà có thể làm được, kể cả những sự vị tha nhất, kể cả những gì nhường nhịn nhất. Dạ cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Thật ra là Tường rất là hiểu, đó là cái nỗi lòng của bậc làm cha làm mẹ khi mà thấy con mình trưởng thành, và ai cũng mong con mình có một cái bến đỗ thật là hạnh phúc, thật là vững chắc. Dạ cảm ơn bác ạ. Cảm rồi chào em gái. Thì nãy giờ mình lắng nghe câu chuyện của hai anh chị đây thì mình cảm nhận như thế nào? Dạ trước tiên là em con xin chào bác ạ. Dạ. Chào chị Cát Tường và khán giả đang xem chương trình. Em tên là Thiên Kim, là em gái ruột của chị Nhung Ray. Thì nãy giờ em có quan sát á, thì em thấy bạn trai, anh trai đây hiền á. Yeah. Dạ cũng đúng với cái mục tiêu của chị em. Mà chị em thì nói chung là cũng hơi khó tính, nhưng mà không phải là xấu gì. Dạ em cũng mong là hai anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Có muốn gì muốn hỏi anh rể tương lai không, biết đâu thấy ngồi mà cứ run run hả anh? Không phải em thấy anh hơi hiền, hay là chắc phải là tính cách vậy đó, chị nghĩ chắc là tính cách vậy. Hồi bạn anh hay là thầy anh thì cũng hồi ở trường thì cũng hiền như vậy. Em nghĩ em có đủ cái bản lĩnh, cái năng lực để mà bảo bọc cho vợ con mình sau này không? Dạ có. Dạ, em nhanh chứ chậm rồi đưa vợ đi đẻ mà chậm quá là sao được, đúng không? Dạ. Nhanh lên một chút xíu nữa. Bây giờ là mình đang làm dân buôn bán, nếu mà người ta tới bán đắt quá, tiệm bán đắt quá mà em chậm rồi sao em phục vụ khách hàng kịp? Nhanh lên, tất cả mọi thứ linh hoạt, bước đi, cử chỉ hành động suy nghĩ cũng phải nhanh lên thì mới theo kịp với thời đại, đúng không? Đúng. Nhiều khi chậm chậm lại là mất cơ hội đó. Chứ mình đừng có nghĩ ồ tại tôi học cái công nghệ cho nên tôi chậm, thì bây giờ mình hết học rồi, mình hết làm rồi, bây giờ mình đi buôn bán rồi thì mình phải nhanh lên. Dạ. Cố gắng lên nha. Vâng. Rồi dạ cảm ơn bác ạ. À. Rồi cảm ơn em gái nha. Rồi để cho hai bạn sẽ tiếp tục cái cuộc trò chuyện của mình. Đó là ý kiến của người thân, mà chị Tường nghĩ nó cũng rất là bổ ích để giúp cho các bạn có thêm những cái suy nghĩ về đối phương. Bây giờ đây là chương trình và có những cái câu hỏi dành cho hai bạn này là vui để mà mình hiểu nhau nhiều hơn, hoặc là mình có cơ hội tiếp xúc với nhau. Rồi bóc một lá và đọc lớn lên cho chị Tường. Bạn gái có chấp nhận sống thử cái hôn nhân không, và lý do vì sao? Theo riêng quan điểm của em á thì không chấp nhận sống thử, nhưng mà cũng theo cái ý kiến khách quan thì có thể là mình sống thử để biết được cái tính của người đối phương như thế nào, để sau này hai người không có bỡ ngỡ khi mà sống chung với nhau. Em thì cũng đồng ý với quan điểm đấy. Người Việt mình thì, người Á Đông mình thì, không những Việt Nam hay Đài Loan thì người ta không chấp nhận sống thử cái hôn nhân, tại vì con người không phải là miếng bánh. Miếng bánh thì có thể chia được nhưng con người thì không thể chia được. Dạ, đấy là quan điểm của em. Thầy ít nói chứ thầy nói câu nào cũng chắc câu đó nghe. Cũng lập luận lý lẽ rồi, hay lắm à. Nãy giờ nói mấy câu là tôi chịu lắm à. Rồi mời em gái. Con người chẳng phải miếng bánh nha. Bạn nam hãy nắm tay và hát tặng bạn gái một ca khúc lãng mạn. Trời ơi, giờ hát chứ không có đọc mấy cái nãy nữa nha. Rồi mời qua bên đây. Mà xin bạn gái cho nắm tay cái đó rồi đứng hát cho bạn gái nghe. Đứng lên đi em, để em thôi, ổng cao lắm, mình ngồi ngước lên. Hai người cùng cao luôn, ghê thiệt, đo chiều cao. Này đẻ con ra cao lắm á. Rồi, xin phép bạn gái nắm tay rồi mới hát.
có phải đứng chào cờ đâu ông. Xin phép mọi người, xin phép khán giả trường quay. Sau đây em xin hát một đoạn của bài ca sĩ Đức Phi, bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Mà vừa nắm tay vừa hát, nhưng mà phải xin ta. Xin phép được nắm tay. Và con tim đã vui trở lại. Hát cho bạn gái nghe. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Bạn gái. Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về người, cho tâm hồn được yêu mãi yêu người thì và thôi. Cảm xúc, nói cảm xúc, nói cảm xúc với bạn gái. Nhìn cổ chứ không phải nhìn chị. Dạ thưa. Dạ thưa cái gì trời ơi, nói chuyện bạn gái thì dạ thưa. Trời em là lời rất là vui, rất là cảm ơn em. Dạ. Dạ, nếu mà em thấy mà có thể tìm hiểu được ấy, thì mình thì nhờ chị Cát Tường bấm nút luôn. Cái đó là cái chủ kiến của mình mà sao lại nhờ chị Cát Tường bấm nút anh? Tại vì chị Tường đếm mà chị Tường không có bấm. Bấm là hai bạn. Tại vì mình thấy hợp thì mình nên trao cho cơ hội. Dạ. Rồi, được rồi, cảm ơn thầy về chỗ. Cũng cố gắng lắm. Thật ra là nói năng thầy nói chuyện chuẩn lưu loát có vẻ hơi rung thôi. Ý là nhờ chị Tường đọc để bấm chứ không phải là nhờ chị Tường bấm. Cái ý là vậy, hiểu. Rồi, bây giờ vẫn chia sẻ lại ha. Chương trình 30 phút ngắn ngủi chỉ để đủ mình gặp nhau thôi. Còn chưa hiểu được gì nhau đâu. Quan trọng là bây giờ mình xem cái cảm xúc là mình có thấy cái đối tượng này nó mình có chút nào xao xuyến rung động hay không. Nếu cảm xúc mà nó chưa đủ nữa thì mình phải dùng chút lý trí để mình xét tổng thể gia đình, công việc, cái bên ngoài mình thấy là mình có cảm thấy là cái người này nó tương đối hay không. Mọi thứ đều là tương đối chứ không có tuyệt đối. Nếu cảm thấy được mình cho nhau cái điều kiện để tìm hiểu. Còn nếu mình cảm thấy thôi tôi không thích người này, giờ tôi không muốn tìm, không hiểu, tại vì không phải đối tượng mình muốn, thì mình có quyền không bấm nút. Tại vì mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Đó mới là sự tôn trọng đối phương. Hy vọng mình cứ cho nhau cơ hội nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý thì mình bấm mạnh vào nút, còn không đồng ý thì lấy tay ra. Suy nghĩ thật kỹ từ nãy giờ chúng ta đã chia sẻ những như thế nào, cảm nhận trái tim mình về người đối diện như thế nào. 1 2 3. Đó, thấy chưa, người ta cái đèn bấm mạnh mà hai bạn bấm nhẹ nhẹ. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Hai bạn làm cho trường quay hú hồn. Tay nhau đi, bây giờ thì là nắm tay thật sự. Nhớ những gì chị Tường nói lúc nãy không? Bấm rồi là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. Mình là đàn ông, mình phải chủ động. Không có nói là tôi chậm nữa nha, phải nhanh lên. Hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Trước tiên lấy thông tin nè nha. Lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày gió thổi nó bay. Thầy hiểu câu này không thầy? Hay thầy có quá không là chết em luôn á. Nha. Quán là công việc của mình luôn nha. Rồi. Tên là Phan Hồng Đặng. Phan cái gì Đặng? Hồng Đặng, Phan Hồng Đặng. Rồi mình sinh năm bao nhiêu nè? 31 tuổi. Ừ, ok, Phan Hồng Đặng, sinh năm 93. Rồi quê em ở đâu Đặng? Ở An Giang. Ừ. Rồi em cứ nói đi, chị thấy thiếu chị sẽ hỏi thêm nha. Tại vì để thử cái sự chủ động của em á. Rồi quê An Giang, công việc hiện tại của em là gì? Là kỹ sư xây dựng. Ừ. Rồi em làm kỹ sư xây dựng có phải đi nhiều không hay sao? Dạ không, trong khoảng thời gian tới là em lập công ty riêng. À, dự định lập công ty là riêng. Chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, tạm nghiệp Sài Gòn luôn. Ừ, là hiện tại em đang ở Sài Gòn hả? Không, đang có việc ở dưới quê vài hôm nữa. Khoảng tháng sau lên Sài Gòn lại. Ừ, rồi ok, Đặng nói một xíu về bản thân em đi. Điểm mạnh, điểm yếu của em như thế nào ha, tình trường sao nha, rồi cứ chia sẻ nha. Dạ, em điểm mạnh, nói chung em bình thường đó, không có, giờ không có suy nghĩ điểm mạnh, điểm yếu, không biết nữa. Chỉ thấy thích là thích đi du lịch thôi. Ừ. Dạ luôn, chị rồi, nghe mà. Em cứ chia sẻ tiếp đi, chị đang nghe nè. Rồi còn gì nữa không, có điểm yếu hay tật xấu gì không? Dạ sao? Có điểm yếu hay tật xấu gì không? Em bình thường lắm chị. Ý là có nhậu nhẹ, hút thuốc lá đồ này kia gì không? Không có gì hết. Ừ. Dân xây dựng nhưng mà không có nhậu, không có hút thuốc. Coi như là thanh niên nghiêm túc quá ha. Ừ. Rồi trước giờ lại trải qua mấy mối tình rồi. Chưa có nào.
Là hồi giờ chưa từng yêu ai luôn á hả? Ừ, giống như là cái hồi sinh viên giống như cảm giác nó thoáng qua thôi, chứ hồi chưa có mối nào. Chứ hồi giờ là chưa biết cảm giác yêu hay nắm tay bạn gái, hôn bạn gái, biết chưa? Dạ chưa. Trời ơi, vậy luôn á hả? Là còn trong trắng trinh nguyên đúng không? Dạ. Sao mặt hơi nghiêm vậy? Mặt em lúc nào cũng nghiêm túc vậy hả? Dạ không, bây giờ đang đang kiếm này chị. Rồi em, mẫu bạn gái của em như thế nào? Thì cái mẫu con gái em bữa mới có ghi rồi ấy, là người cũng bình thường thôi à. Có làm ở Sài Gòn, với lại là trước giờ là cũng chưa quen với ai cũng được. Giống em. Rồi, tuổi bạn gái này kia thì sao em? Dạ. Tuổi tác bạn gái thì sao á? Hình như mạng chỗ em hơi kém hả? Khoảng Nói không có 26, nghe. 27 rồi. Bằng tuổi em trở xuống hả? Dạ. Bằng tuổi em trở xuống hay sao? Dạ đúng rồi, bằng tuổi em chạy xuống đó. Nhưng mà đặc biệt là trước giờ chưa quen ai thôi. Cái gì? Là phải chơi bạn Có gái nghĩa là chưa từng còn... quen ai nữa hả? Đúng rồi, có nghĩa là còn trong trắng. À, thích bạn gái còn trinh đó hả? Dạ. Hay sao? Dạ nói Hay trong trắng sao? này rồi. Ví dụ người Dạ ta đúng đã rồi. từng trải qua một hai Kiểu mối gì tình á. mà ta chưa lập gia đình được không? Nói chung còn còn trong trắng thì nó đi lâu bền hơn chị, còn trong trắng thì dễ hơn. Thì người ta yêu thôi mà, ai sống trên đời chả phải yêu. Chứ giờ này chưa có người yêu thì Dạ hơi kỳ. Thì người ta chỉ yêu, chỉ làm quen bạn bè này kia các thứ thì chắc vẫn được tại đúng không? cái duyên chưa tới gì. Chị nói bạn gái á, ví dụ người ta yêu, người ta quen, người ta thích những mối tình thoáng qua thì vẫn được chứ. Dạ thì có gì chị hỏi giùm em người nào mà chưa từng quen á, để giới thiệu giùm em đi. Làm sao là bạn gái chưa từng quen Tức là hỏi ai? hỏi chị hỏi luôn ở bên kia á, bên kia là chưa từng quen á. Rồi giờ người ta nói người ta từng quen một mối tình mà nó cũng không có sâu sắc gì được không? Hay sao? Tại vì luôn ở đây quen là xác định là cưới chứ không có quen coi coi, nên là mấy cái chuyện đó trước đó mà nó lu bu là sau này nó khó sống lâu dài lắm. Vậy là trước giờ em quen bạn gái là em có hỏi câu đó chưa? Có người nào xác nhận với em chưa? Em ra em hỏi đi được mà, đâu cần phải vô chương trình, tụi chị hỏi giùm. Tại nói chung trước giờ em cũng chưa có yêu ai sâu đậm đó, nên giờ kiếm một người bạn gái nó trong trắng vậy đó chị, để đi tiến tới hôn nhân luôn. Rồi vậy em có cái gì để mà cô gái trong trắng đó sẽ trao trọn tấm thân cho em, không cần phải tìm hiểu? Dạ không phải là không tìm hiểu, nhưng mà nó em cũng không có cái gì quý, nhưng mà cái yêu cầu nó vậy thôi. Ủa mà cái quan điểm này ở Tại đâu hiện ra tại em? em Có cũng nghĩa là tự em nghĩ ra hay là có ai gia đình em muốn một cô như vậy hay như thế nào? dạ không, đó tự em nghĩ ra. Sao em nghĩ ra là cái người chưa từng yêu ai thì sẽ bền lâu hơn? Tại em nghĩ chứ đó, nó không có, nói chung là đồng sàng dĩ mỏng á, đi về Là sống sao? chung là nó không có suy nghĩ tới cái chuyện quá khứ nhiều, tại đâu có gì đâu suy nghĩ. Vậy thì em chắc rằng á, là em quen người ta xong em đi tới lâu dài được không? Tính cách cô đó rủi Dạ ương được chị, bướng khó chịu thì sao em chịu nổi? ví dụ như tính tình ai thì cũng phải có tật xấu thôi, em cũng phải có chứ đâu có tránh được đâu, nhưng mà nói chung nhìn vào cái điểm tốt để sống thôi. Rồi xưa giờ em không có thích cô nào để em nhào tới em cua, em tán người ta hay sao? Dạ không, cua không có được chị, không có duyên không có. Là khả năng chị đang nghi ngờ về cái khả năng nói chuyện tán gái của em ấy, nghĩa là em có biết để mà em làm cho một cô gái người ta yêu em hay không? Dạ chắc chưa chưa nên giờ ấy. Chưa, vậy giờ đang có cô gái cũng độc thân này, chưa có ai hết trơn nè, rồi bây giờ chị ghép cho em mà em lên em không thể hiện gì được. Ví dụ bây giờ ok, tài sản em có nhiều không, nhà em mấy căn, công việc em thu nhập lương bổng sao? Dạ em chuẩn bị lên Sài Gòn làm việc thôi chứ chưa có tài sản nhiều. Rồi ngoại hình em thì sao nè? Chưa có tài sản là coi như công việc còn lông bông rồi. Còn ngoại hình sao? Cao bao nhiêu nè? Dạ bình thường thôi chị, cao 1m65. Nặng nhiêu ký? Dạ 52 kg. Hơi ốm ha. Dạ.
Rồi có tật xấu gì nhiều không em? Dạ không á, bình thường thôi, không có tật xấu gì. Trời, bình thường mới nguy hiểm mà em, bình thường là sao? Bình thường Dạ là giờ không có hỏi gì tật xấu để em kể về cũng em không? Ừ, em có nhậu không? Tự em nhận định về bản thân em đi. không nhậu, dạ không nhậu, không hút thuốc. Rồi. Tự nhiên cái đưa ra cái quan điểm ngộ á, chị thấy cái quan điểm của em độc lạ lắm luôn á, mà nó giúp cho em ế lâu hơn á. Ừ. À, hiểu không? Em nghe cái câu em có nghe cái câu thất bại là mẹ thành công chưa? Và em có nghe là người ta cần những cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm trong cuộc sống không? Em muốn là ra trận và em thắng luôn hả? Dạ em nghĩ Đôi cái đó khi là em lâu dài đó, có kinh có nghĩa là em phải tìm hiểu, đôi khi em phải có cái quá trình em tìm hiểu, không thể nào mà em đụng một người cái trời ơi người định mệnh đời em được. Em phải tìm hiểu. Đúng không? Và cái quá trình tìm hiểu đó có khi là hồi nãy như chị nói có cái cô gái này cổ tìm hiểu một bạn trai, một bạn này đã dự định người ta đi tới hôn nhân đó, người ta cũng nghiêm túc người ta tiến tới hôn nhân, nhưng mà người ta quá trình tìm hiểu phát hiện ông kia trời ơi nhậu quá, nhậu bê tha, công việc thì lông bông cho nên người ta chia tay. Không lẽ cái cô đó cái em không chịu. Ừ, ủa cái cô đó cổ phải xông pha ra ngoài tìm. Ừ. Dạ Vậy thì sao? Đó chị ví dụ một trường hợp một cô gái như vậy, người ta tìm hiểu mới được có một tuần lễ à, xong phát hiện cái anh kia thì phải tìm hiểu mới biết chứ, đúng không? Bây giờ em còn không biết tật xấu của em là gì thì để cô đó cô tìm hiểu cô mới lòi ra, trời ơi em ơi em nhạt nhẽo quá, em dở quá, em không biết nói chuyện, em không biết lãng mạn. Đó, lòi ra thêm một đống. Thì sao? Hiểu ý chị nói không? Chị nói cái này á là để giúp cho em á cái quan điểm của em thay đổi để em có bạn gái, hiểu không? Còn một cô gái mà tìm người ta chưa, người ta phải có những cái người người ta tìm hiểu, còn cái cô mà ngồi không như em chờ người khác tới thì chị e là em cũng sẽ không đồng ý đâu, tại vì cô đó cũng sẽ không có thu hút được người nào hết trơn á, hiểu không? Cô đó không không có anh chàng nào thích rồi một một bông hoa mà không có cái con ông nào tới thì em hiểu bông hoa đó sao rồi đó ha. Còn yêu cầu của em thì tụi chị vẫn ghi nhận ở đây nha. Sao à, sẽ tìm một cái người gọi là trung trinh tiết liệt chưa hề quen ai hết để em về em kiếm, nhưng mà cái cô đó đổi lại có thể sẽ rất là ù nặng 85 kg, tại vì như vậy thì mới không có anh nào cua cổ, hiểu không? Thì cổ sẽ đảm bảo Em cho em có yêu được cầu cái cân nặng mà chị, em có yêu cầu cân nặng mà. không? Bây giờ được một trong hai thôi à, em yêu cầu cô này phải gọi là trung trinh tiết liệt thì chị đảm bảo cho em cô này không có anh chàng nào đụng vô luôn, hiểu không? Nhưng mà được một trong hai, cái cô đẹp thì chắc chắn là sẽ có người tìm hiểu cổ rồi, không thể nào mà chưa có mối tình nào như Dạ em nhưng yêu mà cầu được. em biết nhiều khi em biết đâu gặp may mắn, thì ví dụ như tìm hiểu chứ nó tìm hiểu nhưng mà quen thì chưa có quen, chưa có mối tình nào. Rồi thôi nằm trong cái tầm ký bao nhiêu? Dạ thì tương đối của phụ nữ thôi chị, khoảng bốn mấy ký, 50 gì trở lại. Vậy là gái 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 đẹp vậy thì nó không có bốn mấy ký là đẹp rồi đó em ha. Thì có nghĩa là ý chị nói vậy nè, thì cô ấy sẽ có những chàng trai vây quanh và cô ấy sẽ có Dạ thể dạ tìm hiểu và em cô hiểu ấy có một hai mối tình và em sẽ không dạ đạt được tính của em nên em cũng không gặp được cổ đâu, hiểu không? Còn khi nào thay dạ đổi được cái quan điểm á, thay đổi được cái quan điểm là cô ấy có thể có một vài mối tình miễn người ta chưa ly hôn hay là gì đó thì được á, thì chương trình sẽ liên lạc cho em nha. dạ Ừ. Rồi thôi phần cát em xong rồi đó, cảm ơn em. dạ đúng rồi. Anh nha, à, đầu tiên xin mời anh giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình trước nha anh Định. Cái theo với chị tôi là Phạm Ngọc Đỉnh, sinh năm 1964, quê quán là Thanh Hóa nhưng mà hiện tại đang sống ở thành phố Buôn Thuột. Làm việc thì kinh doanh gỗ ở bên Lào. Kinh doanh gì anh? Kinh doanh gỗ, À, mua bán gỗ gỗ ở ở bên bên Lào là anh đang sống ở Buôn Mê Thuột đúng không? Lào với Campuchia, và hiện nay tôi đang sống ở Buôn Thuột. Dạ. Rồi bây giờ có nghĩa là anh kinh doanh gỗ thì trước đây anh có cái công việc gì khác không ạ? Tôi kinh doanh gỗ thì tôi làm đồ gỗ mỹ nghệ. Trước đây thì tôi cơ quan nhà nước, xong tôi nghỉ À, dạ. tôi đi kinh doanh làm doanh nghiệp. Dạ. Rồi anh nói một chút giùm em về điểm mạnh, điểm yếu, rồi sau đó là cái đường tình duyên của mình. Ha, mình đã từng kết hôn chưa? Rồi lý do làm sao hôm nay mình tham gia chương trình giùm em ha, anh chủ động chia sẻ ạ.
cái điểm mạnh của tôi là tất cả những áp lực mà đến với tôi thì tôi lúc nào tôi cũng bình tĩnh, tôi xử lý được hết. Tất cả các cái thông tin gì mà nó có gì ấy là tôi bình tĩnh tôi xử lý được. Còn các cái điểm yếu của tôi là về tình cảm. Về tình cảm hay tin hay hay tin người, hay tin bạn gái. Đâm ra nhiều khi bị thất bại. Còn trong cái thương trường thì tôi hầu như là tôi không không bị ít khi bị liệt vế. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là về cái tình cảm thì tình là tôi có không phải một mối tình mà rất nhiều mối tình nhưng đều nó dang dở, tại vì tôi cũng lo làm ăn ở bên Lào là không có điều kiện ở như gần, nhưng đôi khi người ta này nặng về kinh tế nhiều hơn, còn tôi thì tôi lại thích những người mà có cái tình cảm, có một chút hiểu biết về kiến thức, kiến thức để hiểu biết được những cái việc đúng sai. Đấy, và qua cái văn hóa ứng xử làm sao mà không có nói chuyện kiểu đường phố. Cái thứ ba nữa là cái tình cảm là phải chân thành, tình cảm và đạo đức là phải đặt trên hàng đầu. Thứ hai, tôi là có một cái vất vả là con trưởng trong một gia đình, trong một dòng họ lớn luôn. Đâm ra những người mà đến với tôi là phải có cái nó không có ích kỷ mà có phải có cái trách nhiệm với